ảnh dễ dàng nhận thấy sự đổi thay tích cực từ chương trình hỗ trợ giao đất giao rừng thực hiện tại một số địa phương trong tỉnh như Bản Cầm, Trì Quang của huyện Bảo Thắng, Tòng Xanh của huyện Bát Sát do chương trình UNRED tài trợ. Về khách quan thì là do cái phương pháp kỹ thuật. Trước đây chúng ta thử cái phương pháp là giao nhanh, giao bằng sử dụng các cái bản đồ và sử dụng việc khoanh vẽ trên bản đồ, tỷ lệ 1/10.000 và 25.000, nên do vậy cái độ chính xác không cao. Đồng thời nữa thì cái việc giao rừng ấy, thì sử dụng bản đồ như thế rồi thì cái việc giao rừng thì lại chúng ta lại sử dụng các hệ bản đồ quy chiếu nó khác nhau, và cái việc ra ngoài thực địa là cũng chưa được thực hiện, nên do vậy nó dẫn đến cái việc tranh chấp. Chính vì vậy là hiện nay thì ngành nông nghiệp cũng cùng với ngành tài nguyên môi trường đang kiến nghị với tỉnh để có cái việc rà soát lại cái diện tích trồng chéo để mà tiến hành giao lại cho hộ gia đình cho đảm bảo đúng cái thực địa. Công tác giao đất gắn với giao rừng là thực sự cần thiết và quan trọng trong việc quản lý sử dụng đất lâm nghiệp tại địa phương, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.
Nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, chương trình UNRED giai đoạn 2 tỉnh Lào Cai tiếp tục lựa chọn hai xã Tòng Sành huyện Bát Sát và Trì Quang huyện Bảo Thắng để thực hiện hỗ trợ công tác giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư thôn bản đối với những diện tích rừng và đất lâm nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc giao đất gắn với giao rừng do chương trình UNRED hỗ trợ với quy trình chặt chẽ, khoa học, đảm bảo độ chính xác cao, rõ ràng mốc giới, ranh giới giữa các chủ sử dụng đất với hộ gia đình. Mọi việc đều được bàn bạc thống nhất tại thực địa. Khi các hộ gia đình được nhận đất và các quyền sử dụng đất lâu dài, họ sẽ có động lực để đầu tư phát triển và bảo vệ rừng, tạo cơ hội nâng cao sinh kế và ổn định cuộc sống. Cộng đồng được hưởng lợi từ rừng sẽ nâng cao trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng. Giữa hai gia đình thống nhất là dùng cọc này làm ranh giới. Sau này chúng tôi đi đo và sẽ thành lập bản đồ địa chính. Tiến hành đo đạc bắt đầu từ đây. Gia đình có thỏa thuận là dùng cọc này làm ranh giới không? Gia đình tôi đồng ý. Ngoài ra, việc hoàn thành giao đất gắn với giao rừng còn là cơ sở quan trọng cho định hướng thực hiện RED cộng, cơ chế hưởng lợi cho chủ rừng trong tương lai. Sự tham gia của người dân địa phương vào quá trình triển khai giao đất giao rừng có ý nghĩa rất lớn nhằm đạt được sự đồng thuận của các chủ rừng liền kề, tránh tranh chấp mâu thuẫn và cùng phối hợp một cách có hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng sau giao đất giao rừng. Việc giao đất gắn với giao rừng do UNRED hỗ trợ đề cao vai trò sự tham gia của người dân nên quy trình công khai minh bạch. Sự tham gia của người dân đã tạo được sự đồng thuận của các chủ rừng liền kề, tránh tranh chấp mâu thuẫn và cùng phối hợp một cách hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng sau khi giao đất giao rừng. Dự án UNRED hỗ trợ lần này là bà con chúng tôi không mất một khoản lệ phí nào. Thì bà con chúng tôi là nằm mục đích trồng rừng, gây rừng, xong rồi để bảo vệ nguồn nước, xong rồi thứ hai nữa là làm theo bên ban dự án, cũng xã Trì Quang chúng tôi là ổn định và cuộc sống làm ăn, bởi vì là có bên ban dự án giao đất giao rừng rồi, có ai người đấy làm, không tranh chấp với nhà nào, nhà nọ với nhà kia, thì chúng tôi cũng để trồng rừng để bảo vệ nguồn nước. Qua cái việc giao đất giao rừng thì chúng tôi thấy rằng là người dân có trách nhiệm cao hơn trong việc quản lý và bảo vệ rừng, đặc biệt là nâng cao cái chất lượng rừng, nâng cao cái thu nhập cho đời sống nhân dân, người dân làm nghề rừng và từng bước góp phần vào cái việc phủ xanh đất trống đổi núi trọc theo cái chủ trương của Đảng Nhà nước. Và chúng tôi thấy rằng ở tại địa phương thì qua cái việc giao đất giao rừng thì đời sống nhân dân ngày được một ấm no hơn, đầy đủ hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện cái cách quyền nghĩa vụ theo quy định của luật đất đai. Và gắn với cái việc mà đặc biệt là liên quan cái việc mà vay vốn để tạo thuận lợi hơn, rồi là trên cơ sở vay vốn thì người ta phát triển được nhiều về nghề rừng, rồi phát triển chăn nuôi kết hợp với trồng rừng. Đối với giao đất giao rừng, những cộng đồng được giao đất giao rừng gắn với tập quán truyền thống văn hóa của họ thì quản lý bảo vệ hiệu quả. Các cộng đồng này tự quản lý bảo vệ rừng vì lợi ích văn hóa, lợi ích chung của cộng đồng, không phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ bên ngoài. Chẳng hạn như tại các xã Trì Quang, Bản Cầm huyện Bảo Thắng hay Tòng Sành huyện Bát Sát, Sapa huyện Sapa, thời gian qua các cấp các ngành chức năng đã chú ý đến vấn đề tập quán canh tác nông lâm nghiệp gắn với truyền thống văn hóa của đồng bào các dân tộc trong việc bảo vệ và phát triển rừng đã có những chiều hướng tích cực, bền vững. Đối với Lào Cai thì 25 dân tộc thì có 24 đồng bào dân tộc thiểu số, thì mỗi dân tộc đã có một cái văn hóa cộng đồng và các văn hóa đó thì người ta đều gắn chặt với cái việc quản lý bảo vệ rừng để phục vụ cho cái đời sống của họ ở khu vực.
đối với những cái tổ hợp tác mà có thể làm được thì chúng tôi thậm chí sẽ lập cho họ một cái khu gọi là một cái trụ sở để có thể là tự trên cấp đấy làm cái lò nấu, thậm chí là có thể làm cái khu vực trải nghiệm để chúng tôi đưa những cái kết hợp với các bên trong một cái chuỗi giá trị để có thể đưa được cái những cái người khách hàng cần thiết đến để họ trải nghiệm cũng như họ đặt hàng. Vạt rừng này là của các hộ gia đình thôn Na Lang, xã Tòng Sành, huyện Bát Sát và được dự án UNRED hỗ trợ sinh kế bằng việc kết nối với đơn vị hợp tác xã chế biến dược liệu đã tích cực trồng chăm sóc cây rừng và cây dược liệu dưới tán rừng. Một trong số những loại cây dược liệu rất thích nghi với thổ nhưỡng ở đây là sa nhân. Trong những năm đầu, cây rừng còn bé chưa khép tán, cây sa nhân sẽ cho bà con thu hoạch quả, tạo nguồn thu ban đầu lấy ngắn nuôi dài. Trồng rừng phải tới hơn 10 năm mới cho thu hoạch. Nếu không có nguồn thu sớm thì bà con chúng tôi khó có thể phát triển rừng được. Vì vậy, các cấp các ngành chức năng hướng dẫn giúp chúng tôi chọn cây rừng trồng cho phù hợp và trồng xen canh cây dược liệu ngắn ngày để có nguồn thu nhập trước mắt. Như vậy là rất tốt. Chúng tôi sẽ tích cực hơn nữa trong việc nhận đất trồng rừng và nhận khoán bảo vệ rừng. Cây dược liệu này nó gắn với cái rừng cộng đồng, cây dược liệu dưới tán rừng. Thì ở đây có một hình thức thứ nhất đó là người dân hỗ trợ cho người dân trồng. Hai là khoanh nuôi quản lý cái rừng, cái cây dược liệu có ở tự nhiên. Ở đây có nhiều loại cây dược liệu. Một là cái cây dược liệu để thuốc tắm, hai là cây dược liệu để chữa bệnh vùng ngoài. Ba, một cái nữa là một số cây dược liệu thì có để ăn, để làm thuốc, để bảo vệ cho sức khỏe. Xác định tính hiệu quả kinh tế và cải thiện các vấn đề xã hội là nhiệm vụ ưu tiên trong điều chỉnh chính sách giao đất giao rừng. Theo đó, cần tiếp tục ra soát đất đai của các tổ chức nhà nước để tạo quỹ đất cho người dân địa phương. Điều chỉnh chính sách phù hợp và gắn với đặc điểm vùng miền, đặc biệt là đối với các vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Đó chính là đích đến trong việc thực hiện chính sách giao đất, giao rừng gắn với bảo vệ và phát triển rừng ở Việt Nam nói chung, Lào Cai nói riêng. Ngoài cái việc thực hiện theo các cái quy trình giao đất, giao rừng theo của Liên Bộ Nông nghiệp và Bộ Kế Tài nguyên Môi trường cũng như là các cái chỉ hướng dẫn của Ủy ban tỉnh Lào Cai thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến cái vấn đề mà giao đất ngoài thực địa để cho người dân tự xác định cái phạm vi ranh giới của mình và thống nhất cái ranh giới của mình để tổ chức triển khai quản lý và thực hiện các cái công tác quản lý bảo vệ rừng của cộng đồng thực sự là có hiệu quả và nó minh bạch trong quá trình triển khai thực hiện. Tranh thủ nguồn lực đầu tư từ bên ngoài và phát huy nội lực, huy động sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, trong đó phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc nhận đất, trồng, bảo vệ và phát triển rừng, nên đất rừng sẽ ngày càng được quản lý.